méo, nó dồn lên bên trên và méo luôn mà em thở không được. Thì em ngồi em đếm là cứ 10 phút mà 3 cơn thì là có nguy cơ. Em có nhắn tin cho bác sĩ thì bác sĩ nói là sáng mai em vô viện. Nhưng mà em không chờ đến buổi sáng chị. Em rất là lo. Em đi luôn tối ngày hôm đó luôn. Thì vô là em được đẩy lên cái phòng chờ xanh. Đo cơn gò thì bình thường sẽ là nếu mà chưa có dấu hiệu xanh thì 40-50, nhưng mà em tọt lên phát là 100. Bác sĩ có nói là đây là dấu hiệu của sinh non. Thì bác sĩ Nhi rồi bác sĩ sản có tới để tư vấn cho em là sinh non sẽ có những cái nguy cơ gì, là tư vấn cho hai vợ chồng. Câu hỏi là bác sĩ là bây giờ em muốn giữ em bé được ngày nào hay ngày đó. Thì bắt đầu làm thủ tục nhập viện, là em nằm ở bệnh viện đến tuần thứ 34. Nằm tổng cộng 3 tuần. Dạ, truyền thuốc chống gò. Mới đầu là em uống, thấy em khỏe rồi, em không còn đau nữa. Xong rồi bác sĩ nói là mai xuất viện nha em. Rồi tối nó đau chị, mà uống thuốc không có tác dụng gì nữa nên em phải truyền. Một lọ thuốc đó là 10 triệu. Ôi, tốn kém ha. Dạ, khi mà em truyền thuốc thì nó đỡ. Thì bác sĩ lại nói tiếp, mai em xuất viện được rồi đó, xuất viện về nhà theo dõi. Thì trong cái đầu em á, là em nghĩ chắc là mình phải ở đây luôn. Kể cả có cho em về em cũng không về nữa, em xin ở lại. Vì em rất là sợ đường đi nó rất xa. Là xa. Thì ngày mai nó lại đau. Em lại phải truyền thuốc tiếp. Cái người em nó phù rất là nhiều và huyết áp em lúc nào nó cũng cao. Nó phù từ trên xuống dưới, phù cả mắt, phù cả họng. Lúc đó em tăng cân nhiều không trời? Em không có lên bàn cân nữa chị. Em là Thúy Trần và hiện tại em là năm nay 28 tuổi. Có hai bé song thai, khắc chứng, hai bé gái. Ủa chị, cho em hỏi một cái thông tin về song thai khắc chứng là sao? Hiểu một cách đơn giản đó là có trường hợp đó là tinh trùng sẽ gặp hai trứng và nó sẽ là hai em bé. Thì cái gọi là cái độ giống nhau về ngoại hình của các con là hầu như nó hầu như không có. Khác hoàn toàn. Giống như là chúng ta sinh hai em bé vậy đó. Đúng rồi. Không, chắc chắn là chúng ta sinh hai em bé rồi, nhưng mà kiểu giống hai như thời điểm khác nhau, giống như là sinh hai em bé ở hai thời điểm khác nhau. Có điều tính, là lần này tính là tình cũng khác nhau vậy hả? Vậy thì cái bây giờ mình quay ngược trở lại với lại cái giai đoạn mà mình phát hiện ra mình có bầu á. Lúc đó là nó như thế nào? Là buổi tối ngày hôm đó em thấy mắt em nó mờ và không nhìn thấy gì hết. Đến sáng ngày hôm sau là em cắm ba cái que vô trong cái cốc thử thai rồi em đi ra ngoài em chơi. 2 tiếng sau em vô em thấy hai vạch. Tại vì trước cái lần đó là cũng có một lần em thử hai que cũng hai vạch nhưng mà không có. Em có gửi cho bác sĩ thì bác sĩ nói là chắc em có rồi đó. Thì em có gửi qua cho chồng em nữa, là chồng em đang uống cà phê nhưng mà phi về luôn. Là hốt hai vợ chồng đi bệnh viện luôn. Xuống bệnh viện thử máu, cái câu chuyện rất là ly kỳ. Em xuống thử máu thì bác sĩ nói là nhưng mà chắc có rồi đó em, thôi một tuần sau quay lại. Ủa? Chắc có mà. Đúng rồi, dạ. Nó không có lên chị, nó lên rất là ít. Tức là nó chỉ nhích một chút xíu thôi và bác sĩ cũng nghi là có. Trong cái một tuần đó là cái sự chờ đợi của em nó quá khủng khiếp. Vì em rất là mong rồi. Một tuần sau em lại đi tiếp. Nhưng mà lên bác sĩ lại hẹn tiếp một tuần nữa. Giống như em bị cái đấu tranh về cái suy nghĩ. Chắc chắn em có bầu rồi. Thì em cứ nghĩ bản thân em như vậy để em giữ. Em nằm trên giường không à. Em ăn cháo cá chép nguyên một tháng trời. Đến cái tuần cuối cùng mà cái ngày cuối cùng đi thử máu, khi mà bác sĩ kêu vào chúc mừng em có em bé rồi, em vợ chồng em biết là đứng hình luôn, giống như kiểu không nói nên lời nữa. Cái cảm xúc lúc đó là trong cái khoảng 3 tuần chờ đợi của em là mình được buông ra rồi. Nó cực kỳ kinh khủng. Dạ đúng, trên đường về hai vợ chồng em không nói với nhau câu nào luôn chị. Nhưng mà lúc đó là bác sĩ đã báo là có song thai chưa hay là vẫn chưa? Chưa, nhưng mà em biết em mang song thai nha. Lúc em về á, thì khi mà em search Google á, thì cái dấu hiệu của song thai á, là cái rốn ở bên này nó bị đau. Và cái rốn ở bên trái nó hơi đau, nó nhói. Thì em nghĩ là chắc là có bầu đôi. Xong rồi khi mà em đi siêu âm á, bác sĩ hai tuổi thôi. Là bác sĩ hai đứa. Nhưng mà bác sĩ không hề vui nha chị. Mặt rất là nghiêm trọng nha. Thì bác sĩ cũng có nói trước với mình là thực sự ra khi mà có song thai thì bố mẹ vui thôi chứ bác sĩ không có vui. Đúng rồi. Vì nó rất là nhiều biến chứng. Cái những cái gì bác sĩ nói nó lại vận vào người em chị. Những cái biến chứng của song thai hầu như em bị hết. Tuần thứ 8, cái ngày mà em đi siêu âm á, em nói bác sĩ trời ơi em không thấy nghén bác ơi. Em ăn nhiều lắm, chắc em không nghén đâu. Bác sĩ nói chưa đâu em. Rồi đấy, sáng ngày hôm sau em ói. Trời ơi, em không ăn được một cái gì. Bắt đầu nhịn đói từ 1 giờ chiều đến sáng ngày hôm sau. Em ăn là em ói, ăn là em ói. Đến nỗi mà em bị dọa sẩy luôn.
bóc tách 30% ở tuần thứ 8. Trời. Và tụ dịch thì nói chung là rõ ràng là những cái thông số như vậy có thể là với một cái người bình thường thì họ sẽ không có hiểu hết đâu, nhưng với một người làm mẹ thì rõ ràng đó là một cái thông số mà làm cho em phải suy nghĩ và rất là lo lắng. Dạ. Vì cái cổ tử cung của em nó hơi ngắn một chút xíu, khi mà mình đặt cái vòng nâng thì nó vẫn ok, bác sĩ có tư vấn rồi, nhưng mà em vẫn sợ là trong khoảng 8 tuần đó em không hề ra đường. Cái ngày hôm đó buổi chiều em nói với chồng em là em ở nhà ngột ngạt quá, tại vì trước cái hôm đó là hai vợ chồng có căng thẳng với nhau, vì kiểu em mang bầu em sợ nhiều cái và em cảm thấy lúc đó giai đoạn đó em biết mình bị stress luôn. Thì chồng em có nói để em về chở đi, thì hai vợ chồng đang đi tự nhiên em bị đau bụng. Trước đó em không có mang thai nên em không có biết là đau bụng đó là cái dấu hiệu của dọa sẩy, mà em nghĩ là em chỉ buồn đi vệ sinh thôi ạ. Mà trên cái khoảng đường về là nó đau mà mồ hôi của em nó ra rất là nhiều luôn. Em về đến thang máy bước lên đến lầu nhà của em á là máu ra rất là nhiều. Ôi trời ơi. Và lúc đó tay chân em nó run run, em không thể bước nổi nữa. Em nhìn xuống dưới mà đến bây giờ cái váy mà em mặc của cái ngày hôm đó em không vứt và em cũng không có mặc nữa. Em giặt em treo ở trong tủ luôn. Em có gọi điện cho bác sĩ thì bác sĩ nói là em ơi cứ bình tĩnh, em xuống viện đi. Mà từ cái khoảng nhà em xuống tới bệnh viện thì nó gần một tiếng đồng hồ, tại vì ở Bình Dương ở trên xe em đau cực kỳ kinh khủng, nhưng mà em vẫn phải cố gắng để là bình tĩnh. Em cứ con ơi đừng mà, con ơi đừng mà. Và chồng em thì rất là căng thẳng và em không sợ cũng không dám la nhiều á, vì chồng em đang lái xe nữa. Khi mà em xuống tới bệnh viện á thì em nắm tay bác sĩ nói là chị ơi cứu con em. Nhưng mà cái lúc đó em nằm ở trên giường máu nó vẫn ra, thì bác sĩ có tiêm cho em một liều thuốc chống gò, sau đó là em đi siêu âm thì bác sĩ nói là bóc tách 30%, là chỉ còn 70% nữa thôi, là bóc tách là cực kỳ kinh khủng so với cái chuyện mà dọa sẩy rồi. Nhưng mà em có cái linh cảm chắc chắn là con nó sẽ ở lại với mình, nên là em phải cố gắng. Mà nghĩ đến cái giai đoạn mà 8 tuần đó, thực sự khi mà nghĩ lại á thì nó giống như là thế là vì em nghĩ nếu mà một lần mất đi hai đứa con á, nó là quá cái sự chịu đựng của em. Nhưng mà em lúc đó hoàn toàn em không khóc. Khi mà lên giường, lên phòng bệnh nhận phòng rồi á, em không có khóc luôn chị. Giống như em cảm thấy bây giờ nó đến thì mình phải đón nhận, mình phải chịu. Thì bác sĩ có nói là nếu như mà bây giờ nó mà còn ra máu nữa đó, thì cái tiên lượng nó rất là xấu. Còn nếu mà 2 ngày nữa mà nó không ra máu nữa, nó cầm máu rồi á, thì theo dõi thêm. Tức là bác sĩ không có trả lời cho em một cái câu trả lời nào, và lúc đó cũng không có ai dám trả lời chắc chắn gì cả, vì nó đã bóc tách đến 30% rồi. Thì em nằm ở trên giường, em nói chuyện với con là Su Kem cố lên nha, mẹ cũng cố nè, Su Kem cũng cố nha. Xong rồi, nhưng mà chồng em á là một cái người gọi là có một cái sức chịu đựng rất là kinh khủng. Bên trong thì rất là lo lắng nhưng mà luôn luôn thể hiện ra bên ngoài là làm trò hề á chị, rất là vui vẻ luôn. Giống như kiểu là người ngoài nhìn vô và bảo không sót con, nhưng mà thực sự ra em biết chồng em rất là lo. Em nằm ở trong viện là 2 tuần trời. Khi mà xuất viện vẫn là đang còn cái vết bóc tách đó, phải 2 tháng sau thì nó sẽ giảm dần. Và em nghĩ là Su Kem có một cái sức sống mãnh liệt, rất là cố gắng luôn. Cứ mỗi lần đi đo tim thai là em nghĩ là có một cái gì đó nó hy vọng. Vì tim thai chưa có lúc nào nó bị yếu cả. Đó là cái khoảng thời gian đầu. Giai đoạn đầu. Dạ, giai đoạn đầu. Thế thì còn cái câu chuyện nào nó gây nguy hiểm cho cái quá trình em mang thai nữa hay không? Bình thường cái dây rốn nó sẽ nằm ở giữa đúng không ạ? Nhưng mà hai bé nhà em này nó bám màng và bám mép. Cái chất dinh dưỡng mà em truyền cho bé nó chỉ nhận được có 5-7% thôi. Cho nên là luôn luôn là ở trong trạng thái là thiếu cân. Và bác sĩ kê cho em cái danh sách mà một ngày em chỉ ngồi để em canh giờ em ăn thôi là em cũng đã đủ mệt rồi.
Nhưng mà là em lại bị tiểu đường thai kỳ nữa, em không được ăn cơm, nên là cái vấn đề đó nó cũng làm cho bé nó bị thiếu cân. Chưa? Dạ. Đến tuần thứ 22 đó là em phát hiện ra bé thứ hai nhà em bị thoát vị rốn. Cái thành ruột của con nó sẽ đóng lại. Thì cái ruột bình thường cái dây rốn nó sẽ gom ruột vào bên trong đúng không? Nhưng mà của bé nhà em là nó không có đóng, mà nó lồi lên một cục, nó lồi cái phần ruột đó lên. Nhưng mà may mắn là nó không có bị tiết dịch ra ngoài. Nhưng mà cái đó là nó rất là nguy hiểm. Thì nó sẽ có liên quan đến cái khả năng mà con nhận chất dinh dưỡng và cái việc hoàn thiện các cái cơ quan của con. Dạ. Sĩ nói là em bé đang còn ở trong bụng thì không thể nào có một cái sự can thiệp nào được nữa. Đúng rồi. Bây giờ chọc ối thì cũng chỉ như vậy thôi chứ cũng không có ấy. Mà trước đó là em bị dọa sẩy nên bác có cho làm một cái xét nghiệm gửi đi Mỹ rồi. Tất cả những cái thông số, những cái chỉ số của cụ hai bé là đều bình thường hết. Thì em nói bây giờ kể cả con nó có vấn đề gì thì mình cũng là con của mình thôi. Và mình bắt buộc mình phải sinh ra nên là em không có chọc ối. Nhưng mà may em là em có đi học mà lớp tiền sản của bác sĩ. Thì em biết được là cái việc mà đo cơn gò thì em nghĩ là cái lời khuyên cho các mẹ là nên có tham gia những cái buổi học tiền sản đó để mình biết là những cái triệu chứng như thế nào. Đến tuần thứ 31 em thấy bụng em nó gò mà méo, nó dồn lên bên trên mà méo luôn, mà em thở không được. Thì em ngồi em đếm là cứ 10 phút mà 3 cơn thì là có nguy cơ. Em có nhắn tin cho bác sĩ thì bác sĩ nói là sáng mai em vô viện, nhưng mà em không chờ đến buổi sáng chị, em rất là lo. Em đi luôn tối ngày hôm đó luôn. Thì vô là em được đẩy lên cái phòng chờ sanh. Đo cơn gò thì bình thường sẽ là nếu mà chưa có dấu hiệu sanh thì 40-50, nhưng mà em tọt lên phát là 100. Bác sĩ có nói là đây là dấu hiệu của sinh non. Thì bác sĩ Nhi rồi bác sĩ sản có tới để tư vấn cho em là sinh non sẽ có những cái nguy cơ gì, là tư vấn cho hai vợ chồng. Có hỏi là bác sĩ là bây giờ em muốn giữ em bé được ngày nào hay ngày đó. Thì bắt đầu làm thủ tục nhập viện là em nằm ở bệnh viện đến tuần thứ 34. Nằm tổng cộng 3 tuần. Dạ, truyền thuốc chống gò. Mới đầu là em uống, thấy em khỏe rồi, em không còn đau nữa. Xong rồi bác sĩ nói là mai xuất viện nha em. Rồi tối nó đau chị, mà uống thuốc không có tác dụng gì nữa nên em phải truyền. Một lọ thuốc đó là 10 triệu. Ôi, tốn kém ha. Dạ, khi mà em truyền thuốc thì nó đỡ. Thì bác sĩ lại nói tiếp, mai em xuất viện được rồi đó, xuất viện về nhà theo dõi. Thì trong cái đầu em á, là em nghĩ chắc là mình phải ở đây luôn. Kể cả có cho em về em cũng không về nữa, em xin ở lại. Vì em rất là sợ đường đi nó rất xa. Là xa. Thì ngày mai nó lại đau, em lại phải truyền thuốc tiếp. Cái người em nó phù rất là nhiều và huyết áp em lúc nào nó cũng cao. Nó phù từ trên xuống dưới, phù cả mắt, phù cả họng. Lúc đó em tăng cân nhiều không? Em không có lên bàn cân nữa chị. Em nằm ở trên giường bệnh, em không có cân. Nhưng mà lúc đó em nghĩ chắc cũng phải 60 mấy. Thì đến cái ngày mà em đau mà em không chịu nổi nữa là lúc đó là 34 tuần, 3 ngày đau mà không có một cái thứ thuốc gì, mà em không muốn dùng thuốc giảm đau vì em sợ ảnh hưởng tới con. Một cái đêm kinh hoàng cực kỳ khủng khiếp mà chồng em nhìn thấy á, là nói thôi cái này em không chịu nổi nữa đâu, thôi mổ đi em. Mà đúng thật là đúng, em không chịu nổi nữa. Vì em có đặt cái vòng nâng á, mà em bé mà mỗi lần nó gò lên á thì cái vòng nâng nó bóp lại, thì cái nguy cơ mà vỡ tử cung nó rất đúng là cao rồi. Nên là bác sĩ nói là em phải mổ thôi. Vì 34 tuần 3 ngày thì con của em á, nó cũng hoàn thiện được rồi. Hết rồi. Em vẫn nhớ, em đau nhưng em vẫn nhớ là bé nhà em bị thoát vị rốn. Vì em có tìm hiểu là cái ruột nó mà lồi ra ngoài á, thì mình phải mổ liền để cứu con. Thì em có nói với bác sĩ trực là bây giờ mổ có bác sĩ Nhi ở đây không bác? Thì bác sĩ mới nói nếu mà vậy thì em phải chờ tới sáng ngày hôm sau để có ekip bác sĩ ngoại Nhi. Thì em chờ nguyên một đêm rất là dài, rất là đau chị. Lo lắng giống như không, dạ, lo lắng vừa tinh thần vừa thể xác. Em không thể ngủ được. Rồi em chờ tới sáng ngày hôm sau, em là vô cái ca mổ cấp cứu. Thì bác sĩ y tá là chạy giống như kiểu là nhà có giặc vậy đó. Cái người em nó run vậy nè. Em không đứng được, phải đi, phải có người dìu vì nó quá đau. Và lúc đó em không biết là mình bị tiền sản giật cho tới khi em mổ xong. Nằm dưới phòng hồi sức, em nằm ở trên bàn mổ mà em nghe bác sĩ nói là mất máu nhiều.
đi vô phòng mổ là có chồng em đi theo. Thì mình thì đang rất là lo lắng không biết con ra có khỏe mạnh hay không vì sinh non. Nhưng mà chồng em thì rất là bác chụp cho vợ em tấm hình kỷ niệm. Bác chụp cho vợ em tấm hình kỷ niệm mà đưa ngay cái bác sĩ trưởng khoa gây mê. Không nha em, không có được quay phim nha. Em chỉ được chụp vợ em, không được quay phim nha. Xong rồi ngồi selfie vậy đó. Ngồi selfie cũng chụp cho em được một vài tấm. Khi mà con em ra đó, bé đầu tiên đó, khóc rất là to. Bé thứ hai thì khóc hơi nhỏ xíu vì có dính một xíu nước ối. Bé ra trước thì được 1,6-50, còn bé ra sau thì 1,7-70. Lúc mà con em ra là em khóc luôn. Tại do em mất máu nhiều quá nên là khi mà hai bé ra rồi á, là em liệm đi lúc nào không biết luôn. Lúc đó là phải gây mê rồi, chứ không gây tê nữa. Vậy cái câu chuyện khác vị rốn của con thì sao? Nhưng mà lại rất may mắn là cái khối thoát vị, cái ruột nó không có lồi ra ngoài. Cái rốn của con em nó rất là to. Thì bác sĩ Nhi nói là may quá, may. Không phải mổ là cả cái phòng đúng mổ rồi. Là vỗ tay. Tại vì mọi người hình dung là nếu như mà thêm một cái cuộc phẫu thuật nữa trong cái tình trạng con sinh non và đúng số rồi. Ký con không đủ. Dạ. Thật sự nó có rất nhiều cái để chúng ta không thể tự tin được trong cái dạ. trường hợp này. Cái này phải theo dõi đến khi bé 2 tháng để xem cái tình trạng nó như thế nào. Rồi 2 tháng đi tái khám thì mới biết được là có phải mổ hay không. Con nằm dưỡng nhi bao lâu? Nằm dưỡng nhi là 1 tháng. Chắc chắn là con phải nằm dưỡng nhi vì dạ, con rồi. Quá nhẹ cân. Dạ, nhẹ, rất là nhẹ cân. Thì bác sĩ có khuyên là phải nằm dưỡng nhi lâu. Khi mà sinh ra thì bác sĩ sinh mổ cho em á, thì nói biết thế thì mổ cho em từ ngày hôm kia rồi. Vì bé không phải thở sinh bác. Mà chỉ thở oxy ở mức độ nhẹ nhất và không phải nằm lồng kính. Mặc dù là nhỏ chỉ có chiếu đèn thôi. Tính ra hai bạn này quật cường cực kỳ, chỉ có nhẹ cân thôi. Cực kỳ kiên cường luôn. Rồi vậy thì sau khi mà mình mổ bắt em bé ra xong, bao lâu em mới gặp được con? Cái ngày sinh mổ ngày đầu tiên đến ngày thứ hai là em cố gắng em tập đi Để được xuống thăm con. Mà cái đoạn đường mà từ cái phòng của em á, xuống cái nơi mà thăm con em á, em tưởng tượng nó rất là lâu chị, vì phải chờ đợi á. Mỗi một lần mà mình nằm ở trong phòng á, mình nghe thấy tiếng em bé đẩy qua khóc á, là cái lúc đó em cũng khóc mà em không có sữa chị. Đến ngày thứ năm em vẫn không có sữa. Mà cái ngày em đi thăm con em, nó bé xíu chị. Chị tưởng tượng 1 ký. Đúng rồi. Bình thường em bé 3 ký là đã thấy nhỏ rồi, nhưng mà ở đây chỉ có 1 ký, 1,5 ký thôi, vì nó tụt cân sinh lý nữa, nên nó chỉ còn có 1,6-1,5 ký thôi. Rất là nhỏ, tay chân bé xíu và em không thể tưởng tượng được là cái... Xong tới lúc đó là về tự trách mình luôn. Tại sao em lại trách bản thân? Vì em nghĩ là em không có đủ tốt để cho con em nó đủ hay đủ tháng. Nó không liên quan đến em. Thì mình cũng biết như vậy, nhưng mà cái bản thân mình nó cứ dằn vặt đó chị. Cũng thông cảm cho cảm xúc của bạn ở thời điểm đó. Bởi vì không có người nào mà muốn con mình nó như vậy. Mà với cả bạn này cả một cái hành trình mang thai quá cực khổ, thì cho nên là bạn có những cái suy nghĩ đó thì cũng hợp lý. Suy nghĩ thì hợp lý, nhưng chị vẫn mong rằng là chúng ta không sa lầy vào những cái suy nghĩ theo đúng kiểu rồi. Tự trách mình. Bởi vì một là nó không phải lỗi của mình, hai là chúng ta làm được cái gì chúng ta đã làm hết rồi. Tại thời điểm đó 5 ngày em không có sữa, con thì đang nằm trong kia. Thực ra thì chị vẫn tin có một cái gắn kết gì đó mà mình vẫn không thể giải thích được đúng, giữa đúng. Tâm trạng của người mẹ và các con, dù lúc đó các con mới sinh. Cho nên là nếu như có thể thì bản thân mẹ sau sinh và những người có liên quan đến mẹ sau sinh, cái điều quan trọng nhất là khởi tạo tư duy tích cực cho các mẹ. Mặc dù biết là có những hoàn cảnh nói tích cực như là một cái câu chuyện về cổ tích, nhưng mà thực ra ngoài cách đó cũng không có cách nào tốt hơn hết á. Thế thì em vượt qua cái cảm xúc đó, những cái tháng ngày đó nó như thế nào? Nói chung là ở đây thì cũng phải cảm ơn chồng em rất là nhiều. Vì nếu như mà không có một cái sự động viên tinh thần thì chắc em nghĩ là em cũng không có vượt qua được cái giai đoạn đó. Chồng em thì cứ nói là không có sữa cũng không sao, bây giờ em bé nuôi sữa ngoài rất là nhiều. Thì đó là cũng là một cái lời động viên. Nhưng mà bản thân mình thì mình muốn là phải có sữa để cho con. Thì đâu, em kích sữa ngày đêm, kích sữa. Bác sĩ rồi y tá rồi chồng em cũng có khuyên. Thì em cũng thấy là em cũng thoải mái lên, nhưng mà sữa nó cũng không về chị. Em ăn rất là nhiều nhưng mà sữa liên quan đến nhiều thứ lắm. Dạ đúng rồi. Cái giai đoạn đầu mà bé chưa về á, em giống như bị trầm cảm luôn. Trầm cảm luôn á. Chị nghĩ là em bị chứ không phải là giống như đâu. Đúng rồi. Và cái lúc này là nó hợp lý lắm. Em gây căng thẳng cho tất cả những người xung quanh em.
em đẻ là em không có biết kiên cử là gì, không có thời gian và cũng không có tâm trí, không có tâm trí để mà kiên cử luôn á. Và cái ngày em đón coi em về là bác sĩ khuyên là nên đón một bé trước, thì em đón bé chị về trước vì bé chị là bú tốt rồi, thì em đón bé chị về trước. Kiểu trong cái bản thân mình nó cứ có một cái sự gì đó dằn vặt vì tại sao em lại nằm ở trong đó mà chị lại về. 3 ngày sau là em đón bé em về luôn. Thì em cũng có lên tham khảo và tìm hiểu những cái phương pháp chăm sóc em bé sinh non. Phòng ốc là em xịt rồi vệ sinh, xịt cồn rồi mua nước rửa tay sát khuẩn, là thực hiện đúng như quy trình ở trong bệnh viện luôn. Em còn tính mua cái máy mà ghim vô tay để đo nhịp tim của bé đó, nhưng mà bác sĩ nói thôi không cần đâu em. Không cần đâu em. Thì được 2 ngày bé sặc sữa. Ôi, sặc sữa mà chị biết là cái cảm giác lúc đó của em giống như kiểu là muốn điên. Nhưng mà em không dám khóc. Em không dám khóc. Em giống như kiểu là muốn bị điên luôn á. Nhưng mà em là có mẹ em, bà ngoại, bà úp em xuống, bà vỗ theo đúng cái cách mà bác sĩ hướng dẫn. Sau đó đưa em đi bệnh viện lúc 3 giờ sáng. Trước cái lúc đó khoảng 10 phút á, là em nằm em mơ. Vì 2 ngày em không ngủ một miếng nào nên là lúc đó bà ngoại nói là thôi ngủ đi, không có kiệt sức đó. Em nằm em mơ xong rồi em ngủ, em ngồi bật dậy em nói mẹ em là tại sao mẹ lại để cho em nằm xuống đây cho nó ngợp. Là chồng em lúc đó còn nói là em bị điên hả? Em bị khùng hả? Bà đang bế em mà. Là đúng 10 phút sau là nó bị sặc sữa, nó tím tái luôn. Là em nghĩ chắc chắn là có một cái sự gì đó báo trước cho em luôn á. Khi mà mẹ em với lại chồng em đưa bé đi bệnh viện, bé phải nằm ở trong đó, là bây giờ bác sĩ nói là chưa truyền kháng sinh vội, sữa nó sặc rồi nó bị vô phổi. Thì chụp lên là thấy, nhưng mà bác sĩ nói là cái này nó có thể tự tiêu. Thì bây giờ em bé đã thở bình thường rồi, đã bình thường trở lại rồi, theo dõi nếu mà 24 giờ mà chụp lại á mà bé vẫn bị á, thì lúc đó mới truyền kháng sinh để điều trị. Thì rất là may mắn là khi mà chụp lại thì bé không có vấn đề gì nữa. Trời ơi, hai bạn nhỏ này lúc thì... mà chồng em gọi về là nói là không sao rồi, thì lúc đó là em mới dám khóc. Em khóc trong điện thoại luôn, em gào khóc luôn. Mà lúc đó em mới tuôn ra hết những cái cảm xúc của em, là vì cái lúc đó mình cũng lo cho con mình, là không biết là nằm ở dưới bệnh viện là như thế nào. Đến bây giờ thì tình trạng sức khỏe của cả em và cả hai bạn nhỏ như thế nào? Hai bé thì chuẩn bị là bây giờ cũng được 8,5 kg, cũng ngoan, cũng chịu tây sữa. Nói chung là mặc dù sinh non nhưng mà bây giờ cái gì cũng biết rồi, phát triển cũng như những cái bạn bình thường. Chỉ số phát triển đúng của rồi, con rất là bình thường. Dạ, bình thường. Dạ, bé bị thoát vị thì không có ảnh hưởng gì đến tứ chi hay là trí não, nên là cái điều đó em nghĩ là cái điều mà may mắn nhất cho em rồi. Còn em á thì nó giống như não em chưa có về đó chị, nó bị rớt não. Giống như cái ngày hôm qua em đi rút tiền, nhưng mà em cầm cái thẻ thang máy em đi rút. Rồi sau em hỏi bác sĩ, em hỏi cái chú bảo vệ là chú ơi sao rút không được. Dạ chú ơi, máy hết tiền hả chú? Chú nói với em một cách rất là chiều mến, chú bảo là mới bỏ mấy trăm triệu hồi nãy á con. Kiểu như là ủa tưởng ngân hàng tụi tôi sao tiền mới bỏ vô. Chú trả lời vui ha. Khoan, cho chị hỏi là đến thời điểm này là con bao nhiêu tháng rồi? Dạ 10 tháng. Trong suốt 10 tháng qua cái việc chăm con, chị hỏi thiệt em luôn là em có chia sớt bớt cho ai không? Thật sự mà nói thì có bà ngoại và nói chung em rất là kỹ. Em kỹ mà những người xung quanh em cảm thấy khó chịu. Đúng, nhất thiệt là luôn. Mẹ em có những cái thứ rất là vô lý chị, mà kỹ một cách vô lý luôn. Đúng rồi. Vì mang một cái quá trình mang bầu nó quá cực khổ, và em bé còn sinh non nữa, nên là sợ. Người mẹ bình thường đã có tâm lý đó, còn em thì là gấp đôi luôn. Chỉ cần mà ai đâu. Mà hơi ho một chút xíu là em bắt đeo khẩu trang. Là cách ly hoàn toàn chị. Không, cái giai đoạn đó là giai đoạn dịch. Đúng rồi, rồi thế cho nên không, là em bạn rất là lo lắng. Vậy là gấp 10. Gấp 10 lần. Xui. Xong mà chồng em thì anh phải đi làm, nhưng mà em thì lo là đi làm xong rồi gặp đánh kia xong lấy về lấy cho con. 2 giờ đêm em dựng đầu chồng em dậy đuổi ra ngoài, hai vợ chồng cãi nhau xong em xuống ô tô em ngủ luôn. Ủa gì cái gì sao anh nói em là em quá đáng, em làm mà không suy nghĩ đến cái cảm xúc của người khác. Nhưng mà cảm sau cái lúc đó em thấy em quá đáng thật chị, em quá đáng thật. Có hôm nha, em nằm em lo cho con em quá, mà em nằm em ngủ mơ em đập tay vào người nó, em không biết là em mơ hay tỉnh. Mà em có cảm giác, em có cảm giác là em vơ tay chúng con. Mà nó khóc chị. Hình như là em đập vô giường á, xong rồi em bế nó lên, mà lúc đó nó đang ngủ nữa chị, nó ngủ rất là say.
em tưởng là nó bị cái gì. Xong em đưa nó đi chụp phim, bác sĩ khám là nó không có sao, nhưng mà em nói là không bác, chắc chắn em có đập tay vô người nó. Vậy thì em từng bước em khắc phục cái chuyện đó, và em nghĩ là đã tự nhắc mình là thôi bớt lại. Vậy thì em bớt được chưa? 10 tháng rồi bớt được chưa? Em nghĩ là chắc cũng khoảng bớt được cũng khoảng 50% rồi. Vậy là quá tốt. Thực ra là đúng rồi, rất nên như vậy. Thực sự ra là nếu mà không có chương trình này thì cũng không bớt được đâu, vì em coi chương trình rất là nhiều. Coi nhiều, nghe tư vấn nhiều. Ngay cái giai đoạn mà em đưa con em đi chụp phim đó, thì em nghĩ đó là cái cảm giác của cái tình trạng bị trầm cảm rồi. Thì em phải giải thoát ra, nếu mà không thì nguy hiểm cho con rất là nhiều. Chị Tô Nha thường dùng cái từ mà cho chương trình này, cho những cái vấn đề của các bà mẹ bỉm sữa, chị thấy rất là hay, đó là xa lầy. Và bản thân em đến giờ phút này cũng vậy, có những cái căng thẳng về công việc, những căng thẳng về con cái, về gia đình, mình cũng tự nhốt mình trong cái khoảng không gian của những cái cảm xúc tiêu cực của mình. Thực ra chúng ta không có nên xa lầy, nhưng xa lầy nó được diễn ra như một cơ chế tự nhiên. Và thực ra nó nên nha, nếu như hỏi là nó có nên diễn ra không thì nó có nên diễn ra. Em cũng đồng ý. Đúng. Với chị về điều đó. Vì đó là một trong những cái thước đo rất rõ về cái mà mình tự ý thức được. Bây giờ tôi đang là mẹ rồi và tôi có những người con cần được bảo vệ và cần được chăm sóc. Có điều là chúng ta phải giúp những người mẹ không có bị lún sâu. Và ai giúp? Những người xung quanh. Hoặc nếu như người mẹ ấy trong một cái hoàn cảnh mà chỉ có một mình thì sao? Thì các bạn sẽ phải có những cái gọi là những cái lúc mà phản tỉnh theo kiểu ồ mình biết rồi nè, mình biết mình lầy, thì phải hành động bằng những cái sinh hoạt thể dục, thể thao, văn hóa, giải trí, công việc. Có nghĩa là chúng ta phải có những cái dây neo để chúng ta nắm mình lên. Bây giờ nếu như gói gọn lại cái hành trình em mang thai, hành trình em nuôi con 10 tháng cho đến bây giờ, thì em diễn tả cái hành trình đó nó như thế nào? Em chỉ có hai chữ thôi, đó là tuyệt vời. Vì em nghĩ kể cả những cái biến cố thì nó cũng sẽ làm cho em có một cái sức mạnh nhiều hơn. Và bây giờ thì có những cái lời nhắn gửi nào thì em hãy nhìn vào cái máy này và em chuyển lời. Đối với chồng em thì em sẽ dành cả đời để cảm ơn. Còn em muốn cảm ơn nhất là mẹ của em. Vì mẹ là người rất là chịu đựng và chia sẻ cũng như là chăm bé cho đến tận bây giờ. Thì con muốn cảm ơn mẹ rất là nhiều. Hy vọng là mẹ sẽ có nhiều sức khỏe và bỏ qua cho con những cái lỗi lầm trong cái khoảng thời gian căng thẳng nhất của con. Cảm ơn mẹ rất là nhiều. Em có muốn nhắn gửi lời nào dành cho hai con của mình không? Sức khỏe mà nếu mà sau này con lớn mà có xem chương trình này thì hãy biết thương mẹ nha, và hãy trở thành những người mẹ tốt của sau này nhé. Chắc chắn là hai con sẽ thương mẹ rất nhiều với những cái gì mà mẹ đã trải qua để bảo vệ các con.